Dậy đi cháu ơi, trời sáng rồi. Dậy đi. Được chưa? Cho bác đi tìm bố mẹ nhá. À, đi nào. Nó phải là áo hủ bao lên hả nóng mắt ồ áo bù nâu à nè chắc do màu á thu bù quấn à nóng ha phải tự vài với cha chồng nhớ áo bù đấy thế nó bán áo ừ. Nó bán đấy ừ không Phật nhớ không có ở đây không quê nhà con ở đâu con nhớ không nó chắc có cái hệ chứ tôi la hãy con này chứ là phải lộ ôm mũ bao lên là đâu bác đi mũ trắng ấy là bị dài dài cho ông đấy à cho bác nhá ừ. À, mà thấy vui
Thế mà bác cá ở cá gặp á, bác là nó biết chờ mà chặt cô la thể chú thả tàn này không? Thôi, họ ở đây đấy. Con ai đấy? Con tên là gì? Con tên là Lan. Thế bố mẹ con đâu? Bố mẹ con, bà con ở đây rồi. Thế à? Trời sắp tối rồi. Là thế nào nhỉ? Bác Thường. Thường không. Thế tối con có cái gì? Con à? Có quần áo à? Thay cả. Đi đi đâu bác nhá, đi nhà bác nhá. Thế đi nào. Nó cho mà sao chết tàn mà mà tức có hắn trong nó có hắn cá 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 ai biết mà lấy được thằng đá này cho biết mà lấy được thằng pháp rồi biết liền nó liền hết không liền nó con năm nay bao nhiêu tuổi? Con 6 tuổi, con học lớp 1. Con lớp 1. Mà thì bà tao phải nhắn hình màu điền để cô Lan hay không? Ừ, nó chấp nhận ông rồi để nói thôi. Ừ, để ta nói cá biết là có giấy nên không biết cam kết. Không ký cố thì cô Lan tâm thư nên nó phải chỉ trách nhiệm đó. Ừ, nó chấp nhận. Thế mà ai? Nhờ cá cấp A về nó.
đang nấu cháo cho con ăn nhá. Con đói không? Đó. Chờ một tí nữa nha. Chờ một tí nữa. Chào nha. Ngon không? Đó. Hết cái này nhá. Dạ. Hết bát to nhá.
Bây giờ con không buồn nữa nhá, con mẹ ở đây rồi nhá, nơi con nhá. Nằm xuống đây nhá, nằm đầu vào đây. Cảnh đồ thế nhỉ, đồ xê nhỉ.